Ngày 1 tháng 2, tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý, với tinh thần từ bi của người con Phật và nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm Tân Sửu 2021, Chư Tăng Phật tử Chùa Hương Long, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình Tết Xung Vầy Kết Nối Yêu Thương, trao tặng 530 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn quận Hồng Bàng và bệnh nhân nghèo hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Hàng năm, mỗi dịp Tết cổ truyền, Thượng tọa Thích Tục Khang, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Hương Long lại cùng Phật tử nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hồng Bàng. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chùa Hưng Long đã tổ chức chương trình tặng quà theo cách linh động. Ban tổ chức phát giấy mời theo giờ để bà con tới chùa và tới ủy ban nhân dân phường nhận quà, không tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Chư Tăng và Phật tử Chùa Hương Long đã trao tổng số 530 phần quà, bao gồm 5kg gạo và một phong bì tiền mặt, mỗi phần quà là 500.000 đồng, với tổng giá trị 265 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại phường Trại Chuối, phường Hạ Lý, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng. Trong đó, phường Thượng Lý 135 phần, phường Hạ Lý 50 phần, phường Trại Chuối 175 phần và Bệnh viện Phổi Hải Phòng 170 phần. Bên cạnh đó, nhà chùa còn trao tặng 5.000 chiếc khẩu trang y tế và 70 chai dung dịch sát khuẩn để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Theo Thượng tọa Thích Tục Khang, những món quà này tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng, tình yêu thương của Chư Tăng Phật tử Chùa Hưng Long. Món quà nhằm động viên khích lệ bà con để bà con không cảm thấy mình bị lạc lõng, bị bỏ lại phía sau, bởi bên họ luôn có sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội.